Hello anh em, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em custom lại chiếc điện thoại của mình bằng set icon mới ra mắt của Helios nhé. Đầu tiên, anh em sẽ cần hệ điều hành iOS 14 và app shortcut hay phím tắt ở trên điện thoại. Sau đó, anh em vào ứng dụng, chọn biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải màn hình. Anh em chọn vào mục thêm tác vụ và soạn tập lệnh. Tiếp theo, hãy lướt xuống gần cuối và nhấn vào mở ứng dụng. Nhấn vào ứng dụng và chọn app mà anh em muốn đổi icon. Sau đó, khi quay trở lại, chọn dấu mũi tên ở cạnh trên cùng của màn hình. Ở đây, anh em có thể đổi tên của ứng dụng như cũ hoặc tùy theo cách mà mình muốn. Sau khi đổi tên xong, anh em chọn lại mũi tên và bấm vào mục thêm vào màn hình chính. Ở mục này, anh em có thể thay đổi biểu tượng của ứng dụng bằng set icon độc bản của Helios. Chọn vào thêm và thế là xong. Lặp lại quy trình đó và anh em có thể custom chiếc điện thoại của mình theo ý thích. Và nếu như anh em chưa biết lấy set icon Helios ở đâu thì hiện sản phẩm có thể được order ngay trên website chỉ trong một nốt nhạc. Anh em chỉ cần thả nhẹ địa chỉ email và thanh toán online để nhận được đường link chứa đầy đủ set icon được gửi thẳng đến email của mình. Anh em hãy thử và cho Helios thấy diện mạo mới của chiếc điện thoại của anh em ở phía dưới comment nhé.